Câu hỏi tiếp theo là chùa Thiền Tông Tân Diệu có dám cam kết là không dạy mê tín không? Cái này là đã là chùa khoa học vật lý sao chịu mê tín? Nào cái tiêu đề này thì con cũng trên chùa khoa học vật lý, tôi nói bằng khoa học mà hiện tượng ra, kết quả ra hoàn toàn vật lý, làm sao có chuyện mê tín? Vì thế mà con nên nhớ là cái chùa này nè, chính quyền hỏi chứ tại sao người ta tố cái chùa này là không đốt nhang, cho nên đại tên này là ngũ thuốc thập cư, đốt ai? Đốt nhang Phật, Phật đâu có ở đây, đốt ai? Giờ để mình đốt cho mình, đốt cho mình mà ngửi đó thì nó nghẹt, nó bệnh mũi á, thấy không? Khi mà cái chùa thần giờ chính quyền hỏi, nó cũng thắc mắc cái chùa tại sao chùa không đốt nhang mà không có cúng. Tôi hỏi cúng ai? Tôi nấu, mấy người ở chùa ta nấu ta ăn thôi, chứ không cúng ai. Hỏi cúng Phật, Phật đâu đây mà ăn? Nếu ông Thích Ca, ổng là sái tử rồi đó, thì gia đình ổng lo cho ổng ăn, chứ không phải cái chùa lo ổng ăn đâu. Ông Thích Ca ra đây ổng dạy đạo bằng thực tế khoa học, có vậy thôi. Ai thắc mắc gì hỏi ta nói cho nghe, chùa Tân Diệu nói cho nghe, để rồi đánh phá cái mê lầm của cái con người ta nói cái chùa Thiền Tông và đạo tà. Tà gì, ta có làm gì đâu tà. Ta chỉ giải thích thôi, chùa Thiền Tông giải thích bằng khoa học. Nếu anh em hỏi ta nói, không hỏi thôi không nói, nhớ là không hỏi không nói à. Mà khi nói cái người hỏi phải chịu trách nhiệm, người nói cũng phải chịu trách nhiệm câu nói của mình. Đó phải hiểu cái cơ bản này. Có nghĩa là chùa Thiền Tông Diệu làm là cái gì cũng đều là khoa học vật lý hết, không mơ hồ. Nếu mình nói việc gì của Huỳnh, người ta sẽ giải thích rồi. Nhưng mà phải đưa cái chuyện đó ra, rồi người ta mới giải thích. Trong thế gian này, biết bao nhiêu hình ảnh trong thế gian này. Thấy không? Ví dụ con nói cái bài cải lương thì nó tới lương gì? Người ta sẽ mở cho con thấy, chứ biết bao nhiêu bài cải lương. À, phải nói hiểu cho rõ vậy. Có nghĩa là chùa Thiền Tông Tân Diệu nói cái gì cũng còn thực tế và khoa học á, chứ không có nói mơ hồ. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ, con đã hết câu hỏi rồi. Con xin cảm ơn bác về những điều mà bác đã giải đáp. Trong cái thời gian vừa rồi đó, thì trong quá trình hỏi con có gì mà mạo phạm đến bác là cũng mong bác là rộng lượng bỏ qua giúp cho con. Còn xin chân thành cảm ơn. Bác khoái những cái người mà hỏi mà có tính cách nặng nề mới được, mới đánh gục mấy cái thằng cha giả này. Thằng cha nó giả lên ngồi đây, thằng cha nào giả không dám ngồi đây, nó thiệt con đó. Lửa kêu mừng vàng thiệt không sợ lửa đâu, con đốt cỡ nào đốt. chứ mà vàng giả đốt mới đen thùi vậy. Phải không? Thiền Tông là khoa học vật lý thực bằng cái bằng tôi gọi là ta dám tuyên bố câu là khoa học vật lý, chứ không phải là khoa học diễn tưởng. Khoa học vật lý, thấy không? Con hỏi bác rất cảm ơn, đừng có lo cái chuyện bác buồn, thấy không? Nói kia mà con hỏi mà bác cứng họng cho tấn công tiếp, tấn là ổng gục thôi mà chưa sao, chưa gục. Lên chỗ đài, nó đúng là lên chỗ đài thì chắc cũng đánh nhưng mà ô nhẹ quá, thua chưa thua gì hết. Rồi thôi, bye nhau. Cảm ơn bác ạ.